Hello, xin tất mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo này của máy xúc nhỏ và vỏ trái đất. Hôm nay mình sẽ là làm một cái video. Xin lỗi anh em là cái công trình san mặt bằng bay mới lại chở đất kia là mình không làm được tiếp video rồi. Bởi vì buổi sáng nay là em Hạnh em đi làm cố nốt chỗ đó và mình phải đi đang chở máy xúc đi đây này. Đang chuyển máy xúc của em Hạnh đi để làm hộ em Hạnh. Cái chỗ này nó lại gần nhà mình hơn, còn cái chỗ máy mình làm thì nó lại ở xa chỗ mà mình nhà mình hơn, cho nên là mình sẽ đổi thôi nhá. Cái ba ben của mình nó ở về bên kia cho nên là mình phải đi để mình tránh cái gương ô tô ra kìa. Không có là cái con kia là cái con gì? Đây nào. Hyundai à? Gặp con ô tô con Hyundai kia mà gãy một cái gương của nó đi thì nền ốm ấy các bác ạ, cho nên là cứ phải cẩn thận một chút. Đó, đi vào cái chỗ này là cái ngõ, trong ngõ thì nó sẽ có rất nhiều những cái dây điện cho nên là đi sẽ phải để ý. Đây như chỗ này này, cái dây này nó tít dưới này. Nhìn thấy Sơn anh ấy xin nhan cho mình thôi, chứ còn mình thì cứ đi thẳng thôi. Không phải đấy. À đây, chỗ này đã chắc chưa vào thì mình sẽ vào đây để mình san đất ở đây. Xuống luôn cái vé bên kia đi. Chờ nó lúc ô tô ở đây nó còn bị mắc. Ấy da. Móng gì? Cái này là ép cọc à? Cái này để tim họ ép cọc rồi. Gạt qua đây. Trong này cũng có thế. Bây giờ gạt đi nó chẳng mất đi à? Chứ cái này còn đổ vào nữa không? Không. Cái này gạt qua xuống dưới kia một tí thôi. Nó không gạt cả xuống dưới là họ xây tiếp. Ở dưới này có kè à? Thôi đấy, cứ múc nó đặt vào gần đây. Đấy, đặt gần đấy để họ gạt nó cứ mua ra. Đấy, cái chỗ này thì chắc để họ ép cọc, họ cần giải phóng mặt bằng các bác. Đây nó có một cái máy ủi. Cái nốt xích rất là to là của máy ủi hoặc là ở máy ủi này. Cái này máy ủi hoặc là xúc lật. Ở đây nó gần sông cho nên là những cái hàng xúc lật máy ủi nó sẽ rất là nhiều. Đó. Bây giờ mình sẽ xuống máy các bác nhá. Xuống máy và làm một lúc cái chỗ này, khó lên kia. Giả dụ như cái đống này bây giờ thì dọn nó khoảng 2 mét hay là bao nhiêu đấy? Cho vào cái cabin em ạ. Đi xuống cái bên này thì cái bên nó ở đằng sau thì nó ra mình sẽ yên tâm hơn các bác nhá. Chỗ con 58 này thì mình làm cũng không lâu không làm các bác. Nó cũng không quen như ở con 50 của mình cho nên là lên xuống thì mình cũng vẫn phải cẩn thận thôi, cũng không ẩu được. Mà nhớ nó có bị tụt xuống hay nó máy nó bị rơi xuống đất đi thì nó rất là nguy hiểm về tính mạng cũng như là tài sản của chúng máy đó. Em hại nhà em không có quạt các bác ạ, quạt này thì cũng không có luôn. Khoảng 2 mét sát cách bờ kè. Cho vào sát đến mép bờ kè á. Bờ kè chưa?
Quả này nó kêu to ạ. Cái này toàn mảng bê tông với lại xỉ gạch đây. Con máy 58-3 này thì cái động cơ của nó đã được qua gọi là sửa chữa, cho nên là bây giờ nó bị yếu rồi các bác ạ. Các bác ấy lại tăng cái áp lên nữa, do là nó cũng con máy này sử dụng nó cũng khoảng 5-6 năm rồi nên nó cũng rất là yếu. Video này thì mình không làm xong được cái công trình này rồi, bởi vì là nó cũng mất rất nhiều thời gian. Để chờ nó nguồn nước cho. Cách bờ cái 2 mét hay là cái chỗ này vào 2 mét? Cách bờ ra khoảng 2 mét. Để là sạch á. Còn rơi cũng dưới kia cũng được gì? Cách bờ kè ra 2 mét thì là mình đứng bờ kè nhá. Nhưng mà bên ngoài này đâu có kè đâu. Đắp ở đấy dưới ra 2 mét, đắp dưới 2 mét, 2 mét rưỡi. Ừ. Nó ở ngoài đấy mình không động đấy đâu mà. Đắp đống lên đây các bác nhá. Đắp đống lên đó để cho sau này người ta xây cái ở dưới kia được thì mình sẽ hụt xuống dưới. Là người ta phải làm ở dưới kia trước, xong bắt đầu mới lên đây. Quá là nhiều đất rồi, không phải ít. Này thì cứ múc nó ra đây. Nếu mà cái cục cục này thì mình xếp được này các bạn ạ. Cái cục cục này nó dạng như kiểu là nó vuông ấy. Với lại cái mặt phẳng nó rộng nên là mình không cần nó không trôi thì nó không lăn đi. Lâu không lên con máy này nhưng mà cái cảm giác của mình nó vẫn quen các bạn ạ. Bởi vì là lúc trước mình cũng làm nó cũng khá là lâu rồi ấy. Làm cái máy này ngày trước mình làm là cũng được hơn 1 năm đấy. Bắt đầu mình mới chuyển sang con Kubota 505, à 503. Sang Kubota 503 xong là mình mới... Chắc cái này chỉ sang mũi này rồi, cái kia thì cái gốc cây không phải đâu. Sang cái này vào cách cái bờ này ra khoảng 2 mét thì mới tròn. Vâng vâng. Thế thì tí nữa anh Sơn anh ấy sẽ về trước. À, anh đi chuyển cái con máy của mình nhé các bác. Anh đi chuyển cái máy của mình sang cái chỗ làm kia. Còn mình thì sẽ làm ở đây. Chiều nay thì lại chuyển cái máy này đi sang mình cái chỗ để san đất chỗ hai máy cùng làm. Bởi vì là cái đầu đổ của mình ấy nó là cái đất nó lún đấy các bác. Bắt buộc là phải có một máy để người ta để san lốt. Một máy làm. Nhưng mà cái chỗ này là nó hay bị tụt xích lắm cho nên là nó phải cẩn thận. Bởi vì là nó bị vênh như các bác. Sàn nó gọn ra. Bắt đầu trèo lên.
giờ mình sẽ đi ra kia để với hết những cái này đặt ra bên cạnh, còn cái ngoài kia thì đến lúc mình sẽ quăng về cái vế đằng kia sau các bác nhá. Cái video này dài chưa? Còn mình sẽ không làm được cái video dài bởi vì cái máy của mình nó nóng. Bây giờ này mang cái điện thoại của mình đi rồi. À may nay mang đồng hồ. Đi mất. Giờ không có điện thoại. Không có camera rồi. Ok. Thì mình dễ cho lên đây thôi, nhưng mà cục nhỏ nhỏ kìa, nó mới hay trôi kìa. Còn cái miếng, cái tảng như này thì không lo này. Cái tảng như này thì nó lại rất là khó để mà nó trôi xuống dưới. Có cái xỉ gạch với cái bàn này. Có cái video của mình xin kết thúc ở đây các bác nhá. Đó. Thì lát nữa thì mình sẽ làm thêm một video nữa. Đó, đang ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog. Đến buổi chiều khi mà mình sang cái công trình mới kia thì mình sẽ lại quay tiếp cho anh em một cái công trình đó. Còn cái này thì mình sẽ cứ dọn như thế này thôi. Dọn hết vào phía về bên trong. Cũng như là cho nó gọn ra để cho các bác ấy sau này các bác ấy ép cọc các bác nhé. Nó làm từ khoảng độ 30 phút nữa thì là sẽ xong. Có thể là cái video nó cũng khá là dài, mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá. Ok, tạm biệt, chào tạm biệt. Rồi, cho hết ra cái những cái giải này đi. Ok, chào các bác nhé.